Cát Tường xin chào cả nhà. Mọi người ơi, đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta làm gì đây nè? Vừa ăn trưa giờ mở tivi lên để xem Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa quý vị nha. Dành cho các cặp đôi vừa thưởng thức bữa trưa vừa có thể trò chuyện hẹn hò. Ban đầu thì các bạn không được nhìn thấy nhau và sẽ trò chuyện qua vách ngăn hình trái tim để tìm hiểu về đối phương. Sau đó, khi vách ngăn trái tim được kéo ra, hai bạn sẽ được nhìn thấy nhau và cùng nhau thưởng thức bữa trưa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu cả hai cùng bấm nút, các bạn sẽ cùng dắt tay nhau ra về. Đây là phiên bản đặc biệt, chúng ta sẽ gặp gỡ những nhân vật, những con người đang cô đơn, đang loay hoay để tìm một nửa yêu thương của mình. Và nếu chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy thì đừng có ngại ngùng gì cả. Hãy đăng ký ngay để gặp bà Mai Cát Tường. Biết đâu sau đó chúng ta sẽ có được một cái tình yêu rất là đẹp, một mái ấm gia đình thật là hạnh phúc quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường đang ở một trong không gian rất là sang trọng, rất là lãng mạn của nhà hàng Rob Cup BBQ. Chúng ta cũng sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhà hàng thịt nướng kiểu Mỹ Rooftop BBQ nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm Sài Gòn. Như một thị trấn xanh ngát thu nhỏ với lối kiến trúc mở hòa cùng thiên nhiên, trở thành một không gian hoàn hảo để bạn thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt nhoài. Mong muốn mang đến cho thực khách những gam màu ẩm thực đa dạng từ khắp nơi trên thế giới nhằm thỏa mãn được mọi khẩu vị và túi tiền của khách hàng. Tạo dựng nhà hàng như một điểm ăn uống độc đáo, nơi thực khách có thể tận hưởng và trải nghiệm đa giác quan. Đến với The Rooftop BBQ, bạn sẽ nhận được những cảm xúc thư thái bù đắp cho một ngày làm việc căng thẳng. Hơi lười nấu ăn, về cái phần dọn dẹp á, cũng làm biến luôn. Mình làm gì mình cũng gọn gàng sơ sơ đi rồi để người ta tới người ta khỏi đánh giá. Tôi thấy tình hình hơi căng không quý vị, người hơi khó tính nha, hơi cẩn thận, một người hơi bê bối. Em đâu có bê bối đâu, em chỉ nói là hơi ít dọn thôi chứ không có dơ đâu. Cả nhà ơi, hôm nay là một ngày hẹn hò gì đấy mà giống bão bên ngoài đã nổi lên, nhưng mà yên tâm, ngồi ở trong một cái không gian ấm cúng và lãng mạn như thế này, em nghe tiếng mưa rơi không em trai? Dạ có chị. Bây giờ em cảm thấy trong người như thế nào? Em thấy nôn nao. Nôn nao phải không? Hơn là mình đang ở trong nhà hàng chứ còn mà ở ngoài đường là nó giờ ướt nhem mướt nhẹp rồi không có tâm sự được đâu. May mắn chưa, không gian thật là tuyệt vời để hẹn hò nha. Cảm ơn chị. Mời em gái bước vô trong. Rồi. Rồi, mở mặt nạ ra được rồi đấy em trai. Bây giờ thì hai bạn sẽ tâm sự lớn lên nha, cho đối phương có thể nghe được, bởi vì chúng ta đang bị cách âm bởi một cái cửa trái tim như thế này. Dạ chào chị ạ. Em chào anh. Em tên Kim Thành, em sinh năm 89, sống ở Gò Vấp và đang làm ở Bình Thạnh. Làm về gì em? Em làm bên phòng kinh doanh bán tổng đài và điện thoại. Quê em ở Vũng Tàu. Em ở chỗ nào của Vũng Tàu em ơi? Em ở Xuyên Mộc. Anh ở Phước Lâm, Phước Hưng, cách 30 cây. Phước Lâm là ở Bà Rịa hả anh? Ở gần gần bến xe trên chợ mới Long Hải á. Biết chỗ đó không? Rồi không biết, từ từ tìm hiểu sẽ biết. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em cảm thấy em là người có văn nghệ. Ở trong nhà thì em quen làm những công việc nhà, phụ giúp nhà, rửa chén, giặt đồ gì đó. Wow, em đang ở với ai? Dạ ở với lại ba má. Ba má giỏi dữ vậy. Con ở nhà có mấy anh chị em? Nhà em thì 5 người, kết hôn 2 còn 3. Sao mấy bạn gái không làm mà con trai làm? Con gái mà đi lập gia đình sớm rồi. Rồi một đứa em gái kế nữa thì cũng đang làm trên Sài Gòn đây. Hai thằng em trai thì thằng út thì cũng lập gia đình rồi. Em với thằng áp út đang ở với ba má. Lâu lâu đến kia vậy. Rồi, mấy bạn thấy sao các bạn? Bây giờ là hai bạn trẻ này là cùng quê Vũng Tàu luôn ha. Ai cũng trẻ trung xinh đẹp hết. Rồi chị hỏi tiếp em là điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em nói điểm yếu trước. Rồi điểm yếu. Hơi lười nấu ăn. Lười nấu ăn, rồi anh này anh nấu cho ăn. Em biết nấu nhưng mà không thích nấu, ít nấu lắm. Biết nấu mà ít nấu lắm, miếng lắm, ăn không à. Nhưng mà mai mốt có người thương tự động về nấu cho người ta ăn hả, yên tâm đi, kinh nghiệm của chị mà. Về cái phần dọn dẹp á, cũng... Làm miếng luôn. Vậy chứ em đang ở với ai? Em ở với bạn. Có ai dọn? Không phải lười nhưng mà kiểu nó không được thường xuyên thôi. Trời ơi, chắc cái phòng cũng sạch sẽ lắm đây. Sạch. Sạch. Ví dụ như cuối tuần có dành thời gian để vệ sinh không em? Có chứ. Ô thế thì được rồi. Ê, thường á đàn ông mới một tuần dọn lần, còn phụ nữ là mỗi ngày mỗi dọn. Nhưng mà cô này là phụ nữ nhưng mà một tuần mới dọn lần luôn. Mai mốt là quen em là một tuần rủ em qua dọn phụ nữa. Không cần thiết phải dọn mỗi ngày. Có gì đâu dọn hoài. Đúng rồi, cái phòng nhỏ xíu mà. Ừ. Được không? Đúng rồi, phòng thì nhỏ xíu à.
Em từng làm sinh viên em biết mà. Nhưng mà ý nói chuyện là ví dụ như nhà cửa, mặc dù nó không dọn thường xuyên thái quá, nhưng mà mình làm cái gì mình cũng gọn gàng sơ sơ đi, rồi cuối tuần mình dọn một lần cho nó sạch sẽ, để người ta tới người ta khỏi đánh giá là à, nhà này. Có chút tranh cãi nhỏ nhỏ, không sao, chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Rồi về tình trường thì sao nè? Em thì có một mối tình rồi, khá lâu rồi, mấy năm rồi, em không có đếm. Mà quen mối tình đó bao lâu, lý do sao chia tay? Quen bạn đó hơn một năm, nhà bạn ở Sài Gòn. Qua nhà bạn chơi xong rồi gia đình phản đối là chênh lệch chiều cao nhiều quá, nên gia đình bên bạn cấm không cho quen. À, là bên nhà trai chê em là chê em luôn hơn bạn trai. Vậy thôi không cho quen, rồi chia tay luôn. Thì bạn em không có hướng giải quyết thì dừng lại. Còn em, mấy mối tình rồi? Dạ em thì một mối. Cũng một luôn, sao trùng khớp dữ vậy quý vị? Quen cũng được 5 năm, chia tay cũng được gần 2 năm rồi. Quen 5 năm mà sao không cưới nhau được vậy? Quen được 1 năm á, hơn một gần 1 năm á, thì là cô ấy có điều kiện đi du học. Xong rồi bọn em vẫn tìm hiểu với lại nuôi dưỡng tình yêu qua Facebook với lại Zalo á, cũng 4 năm trời. Nhưng mà cuối nhưng mà cùng trong 4 năm nó có gặp gì, có về thăm, có gặp không? Dạ không. 4 năm biền biệt luôn. Dạ. Chỉ là nhắn tin điện thoại với lại Zalo hỏi thăm. Sau đó thì chắc có nhiều cái nó không đủ để chờ khi, đợi nhau với khi lại... chia tay là cổ cũng còn ở nước ngoài luôn. Vâng, cô đang ở bên đấy. Tính ra là chỉ ở bên nhau có 1 năm thôi mà yêu xa tới 4 năm. Trời ơi, lâu dữ vậy. Yêu xa được cũng được chừng nửa năm, năm gì ha. Đâu mình tới 4 năm trời, vậy là bạn này cũng hay đó. Thế em có tật xấu gì không? Tật xấu em hay thể hiện cái quan điểm của em về cái vấn đề như là gọn gàng ngăn nắp gì đó. Em cảm thấy không chịu đựng được nữa thì em hay phản ứng ra. Nghĩa là em nói ra dạ. Em là sạch sẽ gọn gàng. Dạ, em đi hay là em làm cái gì đó nó gọn gàng sạch sẽ mà ai mà làm sau bê em là mà bê bối là không được. Là em nhịn, nhịn nhiều lắm. Em không nói. Nhưng mà cái kiểu mà bị lợi dụng với lại bị ấy xong rồi em với ức chế lên. Ức chế là mà em bắt đầu em với thể hiện ra mặt luôn. Ví dụ như em quậu quọ hay là em có những cái hành động nó hơi dứt khoát hay như thế nào nó hơi bất bình thường một tí. Hả, bất bình thường luôn hả? Không, ý là nó không như bình thường. Ví dụ mọi lần em để nó nhẹ nhàng nhưng mà em để nó hơi mạnh tay hay như thế nào đó. Giống như dằn mặt. Dằn mặt đó. Nhưng mà bây giờ nãy tôi hỏi là bây giờ có dọn phụ bạn gái không? Ví dụ từng có ra nhà qua nhà bạn có dọn phụ không? Dạ nếu mà yêu nhau á mà không biết là em có bên Công giáo không? Em có anh. Nếu mà Công giáo thì cùng nhìn về một hướng thì dễ kiểm soát nhau lắm. Luôn luôn tha thứ. Với lại luôn luôn không được lạm dụng cái sự tha thứ đó. Không bây giờ trời ơi xa vời quá, tôi hỏi giờ có dọn phòng phụ không thôi. Có vậy được rồi, trời ơi. Em có tật xấu gì không? Xấu nhất mà khó nói với người khác. Hồi nãy có nói rồi đó. Là cái bê đó đó hả? Dạ. Chết. Nhưng rồi. Mà cũng không hẳn là lười. Cái đó là cái mức bình thường thôi, bình thường chứ không thôi. Hẳn là cần bạn phải qua dọn, tại vì em tự túc được chuyện đó. Chỉ sợ cái đoạn về ở chung nhà hai chồng ở chung đó ai dọn mới là quan trọng. Dạ. À, nói chứ thiên chức của người làm vợ, người làm mẹ, khi nào mà vô đó là ta sẽ tự thay đổi. Bây giờ ta ở mình ta tự do, ta muốn làm gì ta làm. Tôi nói vậy thôi, tôi thấy tình hình hơi căng á, quý vị thấy sao, quý vị có ý kiến gì không? Hỗ trợ cho bạn ấy với người hơi khó tính nha, hơi cẩn thận, một người hơi bê bối. Chết rồi, bà Mai hôm nay tiêu rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Trắng, tóc cỡ ở đây, ngang vai, khuôn mặt vui tươi, cao 1m58 với 1m60. Không tới, hồi nãy nghe ta nói không, chia tay là tại vì nhà bạn trai không có chịu, tại bạn này hơi lùn đó. Thì nó còn yếu tố khác nữa bù đắp vô. Còn về cái cách sống bên trong á, là biết kính trên nhường dưới, chung thủy, vun vén cho gia đình, chăm lo cho gia đình, giáo dục con cái. Cái đó thì chắc là được. Thế em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thật ra là em không có mẫu. Hợp là được, nhưng mà do hồi lúc trước cũng một phần bị chia tay là do là không có cùng đạo, cùng tôn giáo. Thì bây giờ em cũng muốn quen bạn là cùng tôn giáo. Bây giờ cùng tôn giáo rồi đó là thấy nhẹ nhàng rồi đó. Thấy không? Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai em? Hút thuốc là em không thích. Có hút thuốc không? Có chút chút, nhưng mà có thể bỏ. Tôi thấy vậy. Ví dụ như bây giờ bạn trai này sẽ bỏ hút thuốc, bạn gái này gọn gàng lên chút xíu. Đó, vì tình yêu hai bạn mỗi người tự điều chỉnh mình chút xíu, đẹp đôi luôn. Đồng ý không? Em đâu có bê bối đâu, em chỉ nói là hơi ít dọn thôi chứ không có dơ đâu. Ai biểu em nói quá, người ta tưởng đâu là em không có dọn luôn. Bây giờ nhưng mà chị thấy hai bạn bù trừ cho nhau vậy là được rồi, hợp lý rồi đó. Quan trọng là cùng về nhìn về một hướng. Thôi bây giờ vậy, cho mình đoán nhau đi nha. Ồ, nè, lựa đi. Hai anh đó em chọn anh nào chị gả cho.
chọn đi, cô nào trong năm cô đó. Em đồng quá, mình nói tao có hai người à. Đồng quá cho hơi choáng cho ảnh cái gợi ý đi, 2, 4, 6 người lận. Em là người như thế nào? Chị em nghĩ đây nè. Sao em đoán ngày đó? Em cảm giác thế. Nhưng mà em phải có cái gì đó em nhìn, tại sao? Tại vì nói về bị từ chối về vấn đề chiều cao á. Em chọn chưa? Em chọn rồi. Đâu? Thử cái cảm giác của mình ngay lần đầu tiên rồi có cảm giác không? Em chọn anh này. Rồi, bắt đầu nha. 1 2 3 Chào em. Dạ, chào anh. Dạ, quá nè. Có món quà dạ, tặng em nha. Sorry anh là em không có đủ thời gian để chuẩn bị quà. Không thành vấn đề, anh hy vọng là em. Nhưng bây giờ em cái món quà này ý nghĩa, một cái đồng hồ cát á. Ý nghĩa gì ở cái đồng hồ cát? Sau này ví dụ có những cái chuyện gì đó, cái đồng hồ cát đấy nó làm cho mình nhớ những cái lúc mà gặp lần đầu gặp nhau, có cái kỷ niệm. Thời gian rồi. Là sự tha thứ chờ đợi. Hay quá. Bạn trai này rất xuất sắc. Một tấm hình 6 người nhìn vô chỉ ngay trúng bóc em luôn. Mà em có 2 người mà em giờ phạt cổ gì vậy em? Cũng bình thường thôi chị. Cái đó cái tâm lý mà ai cũng thích đẹp trai. Ủa vậy hả? Ủa? Anh kia đẹp trai anh hả? Chọn anh kia phải không? Chọn anh kia. Đừng nói tôi bị phạt chứ. Ây da, trời ơi. Đây nè, chọn anh này nè. Đúng rồi, thằng bạn em đó. Thằng bạn em thì đúng rồi, đó. Chụp hình chung với em thằng bạn em là đúng rồi. Hèn gì nó có vợ rồi. Có vợ, trời ơi, ác ghê, có vợ rồi. Bây giờ Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng Drop Cut BBQ. Xin mời món ăn lên ạ. Bây giờ các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món cá hồi nướng của nhà hàng The Drop Top BBQ nha. Rất là thơm ngon luôn. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, cởi mở thân mật nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Cố lên, mời hai bạn tự nhiên. Em mời anh ạ. Mời. Em lên trên này làm lâu chưa? Từ hồi lúc mà sinh viên tới bây giờ lên cũng được 10 năm rồi. Còn anh là anh làm ở Vũng Tàu hay là làm ở đây? Anh làm ở gần nhà. Anh đang làm việc gì ạ? Nhân viên resort. Nhân viên resort là làm gì trong đó? Công việc chính là hỗ trợ thông tin với lại hành lý cho khách lên nhận phòng. Giống như lễ tân vậy. Nhưng mà vòng ngoài. Dạ. Khách tới thì mình tiếp xúc khách, rồi khách về thì mình cũng là người sau cùng để chào đón khách. Hoặc là có những cái vấn đề gì đó mình hỗ trợ cho khách. Cũng bình thường thôi, không có hơn gì ai hết. Người ta nói là hay có cái cảm tình đầu tiên á. Thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh anh có gia trưởng không? Thế nào gọi là gia trưởng? Hay nắm quyền kiểm soát á? Không, anh nghĩ anh không hay control người khác. Anh nghĩ anh không phải là người như thế. Anh chỉ là người là dựa theo cái gì đó đúng để nhắc nhở hoặc là thể hiện thôi. Nếu mà không được thì dùng cách khác hay là có thể là buông. Như hồi nãy em giới thiệu á, em nói cái tính xấu của em á. Thật ra em là người sạch sẽ gọn gàng lắm, anh yên tâm. Nói chứ là em nói trước để cho mình câu chuyện về sau thôi. Chứ thật ra anh phản đối lại nó hơi mạnh á. Không, thì đúng thật. Này nghe thì giống như tưởng như là bê bố lắm. Nhưng mà anh hiểu mà. Tại vì anh cảm nhận được. Còn ví dụ giống như là anh nói chuyện với chị Tường hoặc em á. Có thể là em hoặc chị Tường cảm nhận anh là người quá gia trưởng hay là khó tính. Nhưng không phải, cái đó là cái vấn đề nhân bản. Nhưng cái sạch sẽ cần phải có. Chứ anh cũng hiểu mà. Anh đi làm nhiều anh biết. Có nhiều người cái tính khác nhau. Nhưng mà mình thì mình hay thẳng tính nên là bị nhiều người kiểu không có ưa mấy hả? Ví dụ mình về nhà bảo thằng Thành nó sạch sẽ với lại nó khó như vậy. Không phải, tại đi làm nó như vậy, về nhà nó phải như vậy. Nó sạch sẽ, nó tốt cho mình. Mà anh nghĩ là sao mà tới bây giờ anh vẫn chưa tìm được người để quen? Anh không biết nữa. Còn em nghĩ sao? Chắc là do em lỡ giống như là mấy bạn mà cùng tôn giáo muốn quen bạn cùng tôn giáo với mình luôn á, thì hay sinh hoạt mấy cái hội nhóm á. Thì do hồi lúc trước còn sinh viên em lại không có tham gia mấy hoạt động đó nhiều, nên là em nghĩ là bị lỡ. Đi làm với lại đi công tác này nọ các kiểu thì gặp toàn là mấy bạn không có đạo không à. Em thì tư tưởng là không nhất thiết là phải quen người cùng đạo lắm. Có thể là khác đạo nhưng mà mình có thể nhìn về cùng một hướng. Nhưng mà thì gặp trường hợp như em vừa nói mới nãy á, bị sốc á. Anh nghĩ cái vấn đề đó nó không có quan trọng quá đâu.
Em cũng quan trọng, bây giờ em không nói không sao mà giờ em dẫn về rồi. Thí dụ giờ ba mẹ của cổ y chang trường hợp kia giờ không chịu, nói là không, bé này nó thấp quá. Anh xin lỗi, em cao 1m bao nhiêu? 1m1. Cái gì? 1m1. Không, nói chuyện nghiêm túc để dễ hiểu chứ đùa giỡn thì tới sáng mai vẫn chưa hết câu chuyện. Sorry chứ em hơn 1m4 à? Ô, thế thì chiều cao trung bình của phụ nữ rồi. Thí dụ như mà em chịu mà giờ gia đình em không chịu rồi em tính sao? Em hy vọng là em đủ để thuyết phục gia đình. Bây giờ quay lại vấn đề hồi nãy, tôi ở ngoài tôi ngồi tôi vô Facebook tôi kiểm tra Facebook hai bạn, sao tôi thấy Facebook của bạn toàn là đưa Facebook coi nè, hình của ảnh nè đó. Facebook sao toàn hình con nít không vậy? Có con hả? Không, thằng cháu trai. Cháu con trai. Của thằng Út. Bên công giáo em đỡ đầu cho nó, cưng nó lắm. Cháu thiệt đúng không? Chứ em phải có giấy chứng nhận độc thân em mới vào ngồi vào ai đây. Ai biết nhiều khi độc thân nhưng mà có con rơi con rớt sao? Tôi tò mò quá, tôi tò mò thiệt. Bây giờ sẽ có một số trò chơi, một số những câu hỏi như thế này. Chị Tường sẽ đọc những câu hỏi trong này, các bạn sẽ trả lời nhanh, thử coi hai bạn có trùng khớp ý với nhau hay không nha. Rồi, để chị đọc cho. Bạn có bao nhiêu em gái mưa? Không. Không. Ngược lại, có anh trai mưa không? Anh trai mưa không có, nhưng mà bạn mưa thì có. Bạn mưa là sao? Bạn mưa là bạn sao? Là bạn đi với mưa, tắm mưa chung hả hay sao? Chị nói vậy cũng đúng một phần á. Giống như là em có một vài đứa bạn mà chơi thân từ hồi mẫu giáo tới bây giờ luôn. Không biết cái thời buổi này em hiểu cái từ em gái mưa không? Cái tiếng lóng á. Anh giải thích giùm em. Mưa tức là quá thân mật luôn mà không có phải là vợ chồng. Bạn mưa của em là bạn trai hay bạn gái? Con trai. À, có nghĩa là chơi từ nhưng nhỏ. Nhưng mà chơi từ hồi nhỏ tới bây giờ. Nếu mà mình nghĩ quá thân mật thì em không phải. Cô này cô còn ngây ngô lắm. Mặt cổ nói chỉ mưa mà cổ không hiểu gì trơn. Cô tưởng tắm mưa thiệt. Rồi, em bóc một câu nữa đi. Vừa đói vừa buồn ngủ bạn sẽ làm cái gì trước tiên? Vừa đói vừa ngủ thì em đi tắm trước. Trời quốc gì? Em vừa đói vừa bà ngủ. Bà đã sạch nhỉ? Tại sao vừa đói vừa ngủ mà tự nhiên rồi đói vừa ngủ bắt gì? Em đi tắm thì em sẽ tỉnh, em không buồn ngủ nữa, lúc đó em ăn ngon hơn. Lạ thiệt luôn, ta đói gì ngon em rồi, sao? Vừa đói vừa ngủ em làm gì nếu trước? Nếu buồn ngủ quá này em ngủ á, em ngủ chút xíu xong em dậy em ăn. Nghe là ngủ bụng đói phải không? Tôi đang suy nghĩ là không biết vừa đói vừa buồn ngủ chọn cái nào trước, chắc cũng phải ngủ. Tại vì cơn buồn ngủ nó ập đến là nó ngủ liền chút ngủ xíu phải sướng không? Lắm. Ngủ sướng lắm. Rồi, câu thứ hai. Nếu người yêu bạn đề nghị sống thử bạn trả lời thế nào? Không đồng ý. Em cũng không. Lý do? Em không hơn ai nhưng em cố gắng em làm đúng. Cái cuộc sống sau hôn nhân đáng để chờ đợi. Sau khi kết hôn thì mình chờ đợi nó. Hãy tạo dáng cute phô mai que dễ thương. Hết nấc đi nào, hai bạn làm luôn. Đứng lên tạo dáng coi. Em đứng đắn lắm, em không có biết mấy cái dáng gì hết. Thì kệ em làm sao miễn thấy dễ thương thôi, em làm trước đi. Em là chỉ có như vậy thôi. Đó, còn anh? Thế rồi, đáp lệ rồi. Bắt trước. Để tôi coi còn câu nào chưa hỏi nữa không. Câu này là tôi trả lời chung luôn nè. Hai ba trả lời nhanh nha. Ai trả lời trước người đó thắng, ai trả lời thua bị phạt. Thục dầu 5 cái. Nếu ở nhà một mình đi toilet bạn có đóng cửa không? Có. Dạ có. Mình đứng lại đứng một vòng lên cho người ta coi cái tội chậm chạp. Lúc nào tôi đã nói rồi còn chậm chạp. Đó. Chị nói giỡn á. Không, chị đứng lên cho em coi đó. Em ngon lành đâu có gì đâu. Bây giờ rồi cảm ơn em, về chỗ đây không có phạt em đâu. Ai nỡ phạt phụ nữ đẹp. Nói chung á, chị thấy là như vậy nè, quan trọng là cảm xúc tình yêu. Cái chuyện có một vài cái quan điểm bất đồng hoặc là cái chiều cao, bây giờ ăn uống dinh dưỡng lắm, con cái nó sẽ cải thiện được cái chiều cao. Thì hai bạn hãy tự nói lên cảm nghĩ của mình ngay lúc này đi. Em cảm nhận về anh ấy như thế nào? Em thấy thì anh mới trò chuyện có một thời gian ngắn ở đây thôi, nhưng mà anh có vẻ là bảo vệ chính kiến của mình nó hơi mạnh á. Thì thật ra em cũng là thích người có bản lĩnh, thích người có chính kiến của mình, nhưng mà không cần thiết phải mạnh quá như vậy. Mình có thể là điềm đạm và giải quyết sau, từ từ nói cho bạn mình hoặc là cho người ta hiểu sau cũng được. Cảm ơn em. Anh cũng nhận được nhiều cái sự góp ý như thế. Anh thấy cũng đúng phần nào. Anh sẽ cố gắng. Thật ra thẳng tính thì em cũng thẳng lắm, nhưng mà mình điềm đạm. Và anh cũng thấy có một số cái là chắc có lẽ là chưa đủ để hẹn hò với em. Anh cũng cảm ơn em về cái cuộc hẹn hò này. Cái này rất là một bài học rất là quý giá với thú vị. Em xin lỗi. Đâu có gì đâu xin lỗi, đây là cái cá tính của mỗi người. Em cũng đang ngồi gặp gỡ cô gái này thì nãy giờ thì em có cảm nhận nào gì như thế nào về cô gái ấy? Xinh đẹp. Cảm ơn. Có nét đẹp riêng. Dạ. Rồi cũng mạnh mẽ. Em có chút rung động nào với cổ không? Không.
không nhiều lắm. Hai bạn đều rất thẳng tính với nhau, và tôi nghĩ như vậy nè, hai bạn này có một số những cái điểm chung, nhưng mà nó đang còn cái guồng á, giống như nó đang còn bị trật chưa có vô. Chúng ta đừng vội vàng nói không quá. Ở đây nè, bạn phải hiểu tâm lý nè, mất bình tĩnh trước máy quay có hơi rung khớp. Đôi lúc bình thường không phải là như vậy, nhưng mà đến đây tự nhiên cái lúc đó nó lại như vậy. Hai bạn hãy bình tâm lại, bỏ qua hết tất cả những cái gì hồi nãy giờ chúng ta suy nghĩ về những cái không được. Bây giờ thử chúng ta nghĩ đến những cái được của đối phương xem. Và trước khi làm điều đó thì bây giờ bạn trai nè, hát tặng cô ấy một bài hát đi, kỷ niệm ngày hôm nay. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn đêm nay, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới, và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Xin cảm ơn. Sao cảm nhận giọng hát của anh như thế nào? Dạ anh hát hay lắm. Hay quá. Bây giờ mọi người thấy là cặp đôi này như thế nào, có cái cơ hội, có cái cơ may nào có thể là hiểu được nhau và có thể đi với nhau một quãng đường nó dài hơn hay không? 30 giây các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, hoặc các bạn có thể nói với nhau một điều gì đó cuối cùng trước khi chúng ta đặt tay vào nút bấm. Em hy vọng là dù có bấm nút hay không thì mình cũng có cái duyên để gặp, thì cũng có thể kết bạn được. Anh cũng đồng suy nghĩ với em, về sau làm bạn biết đâu nó có một cái gì đó nó, dạ, nó đổi mới hay là như thế nào đó, dạ, tốt okay đẹp hơn. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau các bạn nhé. Nếu chúng ta cảm thấy không rung động thì không bấm nút. Không bấm nút về lịch sự, không bấm nút về bất cứ một lý do gì. 1 2 Hãy suy nghĩ thật kỹ những giây phút cuối cùng. 3 Hết thời gian. Tường tiếc lắm, không biết quý vị khán giả có tiếc hay không, nhưng mà thật sự thì thời gian trên này là không có đủ. Có thể là cái điện của mình hôm nay chưa đủ, nhưng cũng là một cái duyên gặp mặt nha. Rồi cảm ơn hai bạn. Dạ. Giống như hai bạn nói, biết đâu sau cái nút bấm này chúng ta không bấm nút, nhưng chúng ta cũng có thể có thêm một người bạn bè để chia sẻ và để tâm sự những cái vui buồn trong cuộc sống. Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã tham gia chương trình. Bây giờ thì các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.